Ra mắt lần đầu hồi tháng 12 năm ngoái, Toyota Camry 2022 tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt. Đồng thời Toyota Camry 2022 đã trở thành mẫu xe của năm 2022. Bên cạnh việc đập hộp xe mới, hiện tại người mua có thể tìm đến một chiếc Toyota Camry 2022 chạy lướt, đơn cử như chiếc 2.5 Q 2022 này đang được chào bán với giá 1 tỷ 4, rẻ hơn đáng kể so với giá lăn bánh của Camry 2.5Q 2022 có niêm yết 1 tỷ 349 triệu, tạm tính 1 tỷ rưỡi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ nhân của chiếc Camry 2022 nhanh chóng bán lại xe, có thể chủ nhân đã có lựa chọn một dòng xe khác tốt hơn, hay nâng cấp lên xe sang. Đây là một gợi ý dành cho khách Việt muốn sở hữu Toyota Camry 2022, tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh, thậm chí là tình trạng bia kèm lạc. Ở phiên bản cao cấp này, Camry 2022 sử dụng động cơ 4 kỳ lanh dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên, dòng máy Dynamic Fox mới, cho công suất tối đa 202 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Động cơ và hộp số là hai món nâng cấp đáng chú ý trên Camry 2022. Là phiên bản cao cấp, xe được trang bị nhiều option tiện nghi giải trí, như màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 in hỗ trợ đa kết nối. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái hát, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây. Gói an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 2.0, camera 360 độ và 9 túi khí. Mang nhiều nâng cấp mới ở động cơ và hệ truyền động, bên cạnh thiết kế hấp dẫn, nâng cấp nhiều trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái. Có thể nói, Toyota Camry 2022 là mẫu xe đáng sở hữu trong phân khúc sedan hạng D. Hơn nữa, dòng xe này mang nhiều ưu điểm riêng như thương hiệu và tên tuổi lớn giúp dễ mua dễ bán giữ giá cao vận hành bền bỉ đáng tin cậy xe cổ x